Cái mít canh của mình sẽ hướng dẫn các bạn là mình giới thiệu với các bạn là cây mít nhà mình này các bạn nhé. Đấy, cái mít này mà rất chi là đang cây đang còn nhỏ các bạn. Đấy, cây đang còn nhỏ mà rất chi là nhiều quả các bạn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, quả to quả nhỏ này các bạn nhìn thôi. Đấy, đây là quả to to các bạn nhé. Đây quả to các bạn. Đấy, đây là cái quả nhỏ này các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy rất chi là nhiều quả các bạn nhé. Đấy, không có quả nữa các bạn này. Đấy, các bạn nhìn này, đấy, cái mít rất chi là nhỏ mà còn có quả rất to các bạn nhé, rất nhiều quả các bạn, đây là quả nhỏ này, các bạn thấy đây quả to các bạn, các bạn nhìn thấy rất nhiều quả các bạn nhé, đây là cái mít mình đang mít Thái các bạn, mình mới trồng năm ngoái mà năm nay đã rất chi là nhiều, nhiều quả các bạn nhé, các bạn, rất nhiều, các bạn nhìn thấy, xinh xê quả này các bạn nhé. To quá nhỏ rất nhiều các bạn, đấy, các bạn nhìn không, đấy là quả to rồi các bạn, đây là quả to các bạn, sát gà này các bạn, đấy, quả này là sát gà này các bạn, đây là quả nhỏ các bạn, đấy, quả này các bạn, đây quả này đang ra này các bạn nhé, một cái nút rất chi là nhỏ các bạn nhé, mà 4-5 quả các bạn, đấy, các bạn nhìn thấy không, đây là mình rất xoay, đấy, nên là các bạn thấy nên trồng mới thái các bạn nhé. Cây thì đang còn nhỏ các bạn này, cây thân cây rất là nhỏ các bạn nhé, cây chỉ bằng cỡ tay các bạn, rất nhiều quả các bạn nhé, mình thấy rất nhiều quả nữa, rất là nhiều, quá ưng tình các bạn nhé, rất nhiều, các bạn nhìn rất là rộng các bạn nhé, các bạn mà muốn trồng mít là các bạn phải trồng mít Thái các bạn nhé, rất nhiều quả, mà trồng cái đó là mít Thái là ăn rất ngon các bạn, rất chi là thơm, rất nhiều mít, nên là các bạn cũng nên là trồng và cho cái trồng cái cá các bạn nhé. Các bạn nhìn mình nhé, thân cây rất nhỏ các bạn nhé, mình đấy quả rất chi là to, rất chi nhiều quả các bạn nhé, cũng chỉ có 4-5 quả liền các bạn. Nên các bạn trồng các bạn sẽ trồng bằng mít Thái các bạn nhé. Bóc những cái cành khô thì các bạn nhé, mình đang cắt bớt thì các bạn, cái mình mà không cắt bớt rất nhiều quả các bạn, nên 4-5 quả rất nhiều, nên là mình không cắt bớt thì các bạn, nên mình cứ để 4-5 quả thôi các bạn, vì cái cây quá nhỏ, mình để nhiều lắm sang năm lại dùng mất cái cây, nên là mình cứ để không tầm cây mình cứ để 4 quả hoặc 3 quả thôi các bạn nhé, chứ các bạn mình để nhiều, để nhiều là cây là nó dư nó không khỏe mất cây thì các bạn nhé. Quả thì rất chi là nhiều các bạn nhé. Chín rồi các bạn. Sắp chín rồi. Sắp chín rồi, sắp chín rồi các bạn. Sắp được ăn mít rồi các bạn nhé. Được rồi, rất to, con quả rất to rồi các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Rất to rồi các bạn nhé. Cái nữa là quả rất to rồi các bạn nhé. Đấy, đây.
Xin chào tạm biệt các bạn nhé.